Bây giờ hãng xe nào cũng vậy, khi mà anh em mua một cái xe mới về thì hãng chỉ trang bị cho anh em những cái gọi là cơ bản nhất, bình thường nhất và phù hợp với đa số những người dùng. Còn những anh em nào mà có cái nhu cầu về thẩm mỹ nè, về cái hiệu năng á, thì tất nhiên anh em phải custom, phải cá nhân, phải mua thêm trang bị thêm cho cái xe của mình. Từ Honda cho tới Yamaha, và đây là một chiếc xe điện đạt Bike Quantum. Thì hôm nay An sẽ nâng cấp cho cái xe này một cái combo hiệu năng về cái giành thắng. Cái xe này 144kg trọng lượng bản thân, thông số ghi ở trên cái tem của cái xe ha, thì cũng không phải là nhẹ. Thì nhiều bạn chủ xe sẽ cảm thấy là cái dàn heo một piston trước sau zin của cái xe này là không đủ an toàn. Và cảm giác bóp trên cái tay thắng này, tay thắng sau nè, tay thắng trước nè, nó hơi cứng cứng, nó hơi sượng sượng và nó chưa gọi là truyền được cảm giác từ cái mặt đường, từ cái thắng lên cái tay của mình để mình sử dụng cái thắng cho tốt. Và hôm nay em sẽ trang bị cho cái xe này một cái combo Nissin Samurai. Về nguồn gốc của con heo này thì đây là cái sản phẩm chính hãng của Nissin Chemco Indonesia, là hàng real nha, hàng chính hãng nha. Nó có một cái seal, nó có tem seal ở đây đầy đủ, nhưng mà An đã cắt ra, An mở cho bạn chủ xe chụp xem trước rồi. Đây, đây là dàn heo hai piston, trong hộp sẽ có sách hướng dẫn nè, rồi có một cái giấy giới thiệu về sản phẩm, rồi một cái sticker Nissin Samurai như thế này, heo hai piston. Anh em để ý nè, đây, cái mã của heo này là Vario 190. Đây là con heo trước nằm bên trái của chiếc Honda Vario E-Plus Vision. Nói chung hầu hết những dòng xe tay ga Honda là sử dụng con heo này. Và con heo sau cũng tương tự như vậy. Nhưng mà bây giờ anh sẽ mở ra, cầm hai con heo kế bên á, anh em sẽ thấy cái sự khác biệt. Một con heo bên trái và một con heo bên phải nha. Xe này thắng trước á, là nằm bên trái theo cái chiều chúng ta ngồi như thế này. Heo bên trái là bên đây và heo bên phải là bên này. Thì hai con heo này là đối xứng nhau nha. Cầm như thế này, anh em thấy hai con heo đối xứng ngược nhau, thì chúng ta sẽ gắn được một con bên trái, một con bên phải nha anh em. Và hai cái bát nó cũng sẽ khác nhau tí xíu. Anh em thông cảm, bữa nay cái xe bạn review xài dạo này Sài Gòn mưa gió quá nên là nó hơi dơ, dơ từ đầu tới chân luôn. Nhiều khi rửa xe xong, rửa chưa xong là mưa nữa rồi. Và cái heo zin của cái xe Quantum này á, cả trước lẫn sau nó đều thông qua một cái bát khác, xong rồi mới tới cái bát trên con heo này. Về con heo phía trước á, thì nó giống với lại Vario. Anh em chỉ cần bỏ vô là nó ngay với lại cái lỗ ốc luôn, nên là chúng ta không cần phải canh chỉnh chế cháo gì ở cái bát phía trước. Và anh em lưu ý, trong hai con ốc mà bắt cái bát phụ này á, thì con trên là chúng ta giữ nguyên, nhưng mà cái con dưới là con này chúng ta phải cắt đi cái phần dư này nè. Đây đây, zin nguyên bản cơ bản là nó cũng đã dư ra một phần khoảng 8 ly như thế này rồi, thì anh em cắt mất phần này luôn thì mới gắn được cái bát heo Nissin vô. Và đây, để mà dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ bỏ con heo vào cái phần bát inox này á, đang bị cấn với lại cái phần dư ra thì chúng ta cần phải cắt đi nha. Rồi sau đó là chúng ta mở cái nắp này. Cái xe này cũng rất là tiện, khi mà thay dầu gắn heo chúng ta chỉ cần mở nắp ra thôi, không cần mở cái dàn nhựa này. Đây, bình dầu rời nó lòi hẳn ra ngoài luôn, rất là dễ canh, rất là dễ thay heo cho phần này. Rồi tới cái phần heo sau thì đây là con heo zin của xe. Heo thì cũng đã gần hết bố rồi. Đây, còn rất là mỏng. Heo này thấy cũng nhỏ ha, cái tông này cũng khá nhỏ. Và nó cũng giống như heo trước, là thông qua một cái bát, bát này, xong rồi gắn vô một cái bát này nữa thì mới gắn hoàn thiện heo. Dĩa này như là dĩa 220. Dĩa 20 rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái con heo này như thế nào. Thì đó, chúng ta cũng sẽ vẫn sử dụng cái bát heo con heo Nissin để vào như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu canh cái bát này, tạo cái lỗ ren mới để bắt vào hai cái lỗ zin trên cái bát màu đen này. Như vậy là anh cũng đã gắn xong cái cặp heo Nissin Samurai lên chiếc Quantum này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cận cảnh chi tiết hơn. Con heo phía trước này thì lắp đặt rất là dễ dàng rồi. Cơ bản là chúng ta gắn như zin, dây dầu zin, bát kẹp các thứ là y chang như zin luôn. Chỉ cần bỏ con heo vô, canh dầu lại là xong. Và có một cái phần hồi nãy anh lưu ý với anh em là cắt con ốc này. Con này nè, chỉ có con này là bị cấn thôi, cắt khoảng 5-8 ly để không bị cấn cái bát Nissin Samurai này. Và ở bên này của con heo thì chúng ta thấy có một cái QR code đúng không? Thì đó là để kiểm tra coi có đúng hàng chính hãng Chemco Nissin Samurai hay không. Và anh em yên tâm nha, yên tâm về cái bố này, cái bát này là nó ngay, nó đúng kỹ thuật. Tức là cái mép ngoài cùng của cái bố này nè, nó sẽ ăn hết ra tới mép dĩa giống như heo zin luôn. Rồi tới phần bên sau,
chúng ta sẽ kiểm tra coi cái bát mà an canh lên cái xe này nó có chuẩn hay không ha. Kiểm tra đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần quay bánh. Đó, bánh quay rất là nhẹ nha. Nhiều anh em thắc mắc, ủa nhẹ gì quay nặng như vậy, nhưng thực ra trên một cái xe điện nó còn lôi thêm một cái motor nữa. Đây, cái motor ở đây, dây sên kéo cái motor đằng kia, nên là quay được như thế này là gọi là nhẹ trên cái xe điện rồi. Ngon lành, nhìn con heo nó đã xịn sò hơn, nó đã chắc chắn hơn. Và anh em coi cái phần bát đang thiết kế đây nè, nó cũng tương tự với lại bát zin thôi. Giống như là chúng ta bỏ heo zin ra, xong rồi chúng ta gắn heo này vô thôi. Và khoan thêm một cái lỗ ở đây nữa, một cái lỗ ở đây để bắt cái con ốc này vô cái bát Samurai ở đây. Còn cái lỗ ở trên đây á, là giữ nguyên so với zin. Rồi thử dặn ra, con heo phản hồi rất là tốt và bóp cái tay trên đây nó cũng rất là êm nữa. Sau đó là chúng ta sẽ quay lại thử cái bánh, vẫn rất nhẹ nhàng như lúc ban đầu. Sau khi lên hang heo như vậy thì nhiều anh em sẽ đặt ra một số câu hỏi. Ví dụ như câu hỏi là cái cặp tay thắng zin này có đáp ứng được với lạng heo Nissin Samurai 2 bit hay không? Tại vì zin nó là 1 bit thì lên 2 bit nó có ảnh hưởng gì không? Thì mình xin trả lời khẳng định chắc chắn luôn là cái tay thắng này sử dụng lại tốt. Tức là trên con heo 1 bit zin á, chúng ta bóp hơi cứng, hơi đơ và thiếu cảm giác thắng. Thì qua heo Nissin Samurai 2 bit này chắc chắn là chúng ta sẽ bóp sâu hơn tí xíu. Sâu hơn nhưng mà nó có cảm giác thắng ăn hơn. Và cái khoảng cách mà chúng ta bóp như vậy á, cái khoảng cách bóp bóp như thế này nè, chúng ta cảm giác được thắng, ra được cái thắng, chứ nó không có gắt nhưng heo zin ha. Và cái nữa là cái bình dầu của cái cùm thắng này nó rất là to, nên là vẫn đủ dầu đáp ứng tốt cho heo Nissin Samurai 2 bit này. Anh em yên tâm về cái cùm thắng zin này ha, bóp rất êm, rất ngon. Rồi câu hỏi nữa, chuỗi liên quan tới heo sau này nè. Anh em thấy ăn làm con heo trước ngon quá, gắn vô như zin đồ khỏe quá, thấy cũng yên tâm. Nhưng mà qua tới heo sau này cái tự nhiên phải đi canh bát, canh lỗ ốc. Nói chung là có sự can thiệp thủ công ở trong đây, anh em sợ nó không an toàn đúng không? Sợ nó không chính xác đúng không? Trời ơi, có gì đâu mà không an tâm, nó rất là dễ. Cơ bản kết cấu của nó cũng giống như zin, cũng một con heo xong qua một cái bát dính với con heo để gắn hai cái cốt. Hai cốt là này nè. Cái cốt để con heo nó chạy qua chạy lại. Tại vì đây là con heo sống thì nó có thể chạy qua chạy lại được, đi rất là êm. Và xong rồi nó qua một cái bát nữa là bát zin trên xe đó, kết cấu cũng y chang như zin thôi, đi rất là bền, rất an toàn. Và chủ yếu là chúng ta phải canh cái bát làm sao cho nó, cái mép bố của nó ra tới sát mép dĩa ngoài. Và còn một vấn đề nữa là những heo này sử dụng thời gian dài 4 tháng mòn mua đâu? Ở đây có bán, đang có bán và trên thị trường cũng có bán những loại 4 tháng này rất là dễ tìm. Và một câu hỏi nữa, cũng là câu hỏi cuối cùng luôn, và cũng là câu hỏi mà nhiều anh em quan tâm nhất luôn, đó là cái combo này lên hết bao nhiêu tiền. Thì cái thời điểm hiện tại tháng 9 năm 2024 này, heo Nissin Samurai chính hãng có giá là 1.990.000 một con. Và hai con thì chúng ta nhân đôi lên và tính luôn những cái công cán, rồi lắp đặt, rồi dầu thắng, rồi công chế bát sâu, canh chỉnh các kiểu luôn, thì nó khoảng 4.3 triệu. Tổng full combo này là 4.3 triệu hoàn chỉnh. Một cái combo an toàn, hiệu năng, yên tâm hơn trên một cái xe điện. Nó nhiều, nó vừa nhanh mà nó vừa mạnh mà nó vừa nặng như thế này á, thì chúng ta nên trang bị một heo an toàn hơn. Và anh em nào có nhu cầu nâng cấp một combo heo như vậy á, thì cứ inbox cho em qua số điện thoại 0933200422. Nếu mà anh em cảm giác là con heo sau nó an toàn á, ok, xài heo sau gì cũng được, chỉ cần trang bị heo trước, An cũng có lắp đặt luôn. Rồi, cảm ơn em đã xem clip, bye bye anh em.